con cho bộ bà của mình. Đây nha. Đi rồi. Bẩn đây nha con nha. Bẩn nha. Không cho vào mồm đâu nha. Bẩn lắm. À, xin. Ừ. Không. Em bé của chim mập nha. Ừ, nó trộm gì á. Dạ. Thế em lấy mấy củ măng đấy? Hai củ. Lấy củ nào em chọn đi. Dạ. Lấy hai củ này. Hai củ này ạ? À? Dạ. Cho vào từng quả. Em cứ như nó tắt xuống. Ba mình. Cảm ơn nhé. Trời ơi. Đá này bẩn lắm. Một củ nha. Vâng. Một ba cái củ này. Ba lấy bạn này à? Ba gửi tiền này. Vâng. Đây, cảm ơn ba nhé. Vâng. Con đây. Này ôm đi. Đây, cấp về nha. Đấy ô tô đấy, ô tô to đấy. Con ở đây chơi nhé.
con này chơi nhá. Của mẹ nhá. Đi à? Làm măng khô nhỉ? Làm măng khô mấy nên ninh xương cho miết ăn nhỉ? Con ơi sao lại vứt ra đấy? Ừ. Ngon không? Ừ. Con không ăn đâu nhá.
phơi đã, mày đi phơi đã. Đây.
cái này lấy về kho thì phải có nó trắng gà, trắng gà mà. Bye.
cơm mà. Đây này, không đói à? Ăn không? Này. Ăn được á? Ăn ngon chưa? Ây à. Ăn đi. Ngon, ngon. Ngon. Ăn. Ây ạ. Ây ạ. Mặn quá. Ngon không?
con ngồi ở đây chơi nhé. Con ăn cái gì đây? Không cho cái gì vào mồm đâu. Con lợn này.
sao con tự lại uống chứ nhà. Thế nó vào, nó vào đi. Đấy, ôi giời giời. Ngon quá. Ngon ngon quá. Đây nhá. Mẹ đi nấu nhá. Con ở đây chơi nhá. Ở đây chơi ngoan nhá.
chán à? Ngon nhỉ. Ngon nhỉ.